lễ khai giảng của trường, mình thấy là buổi khai giảng hôm nay rất nhiều tiết mục hay. Trước kia thì em dự lễ khai giảng ở trường trung học cơ sở và phổ thông, thì em thấy buổi lễ hôm nay rất là náo nhiệt và thấy các bạn cũng nhiệt tình. Em muốn được, hy vọng được trải nghiệm nhiều hơn so với ngày khi em đã trải nghiệm trước đây, và muốn bản thân mình trong trường cao đẳng phổ thông này là được thăng tiến hơn, được trong cái kinh nghiệm cuộc sống, với lại là hoàn thành được ước mơ của mình sau khi vào trường học. Mình đã sẵn sàng bước vào năm mới.